Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách lên chiếc xi nhan, thay cho chiếc xi nhan zin của VinX. Và mình sẽ hướng dẫn anh em cách để fix chống nước cho chiếc xi nhan này. Mặc định thì khi mà nhà sản xuất người ta sản xuất ra một chiếc xi nhan ấy, thì thông thường như cái loại xi nhan bán ngoài thị trường này thì nó không có khả năng chống nước, hoặc là có khả năng chống nước nhưng mà chống nước cũng rất là kém. Quá trình anh em đi trời mưa hoặc là chúng ta rửa xe lâu thì nước sẽ ngấm ở bên trong cái phần bóng này. Nhẹ thì nó có thể làm cho xi nhan của anh em bị cháy, nặng hơn thì có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe. Sau khi anh em bóc xong cái phần nhựa thì anh em tháo luôn cái con ốc này ra này. Tháo rút cái dây này lên luôn. Sau đó anh em lấy silicon. Đây là lọ silicon Apollo này. Giá ngoài thị trường nó chỉ tầm 30-40 nghìn thôi. Anh em mua một lần về sử dụng thoải mái. Anh em lấy bằng khoảng 2-3 hạt ngô. Sau đó anh em vít một chút vào cái lỗ này, để chống nước nó trôi từ đằng đầu ngoài gen vào. Sau đó anh em lại lắp lại, lắp lại như ban đầu. Vặn ốc lại. Anh em nhớ vặn con ốc này chặt nhé. Không, trong quá trình chúng ta di chuyển qua ổ gà hay là các gờ giảm tốc ấy, thì nó sẽ bị bung cái miếng bóng led này ra ngoài. Sau đó anh em và các bạn bôi silicone kín được cái phần rìa này nhé. Nhớ là anh em bôi kín, đừng để hở. Nếu anh em bôi hở thì lúc chúng ta lắp miếng nhựa vào nó sẽ không khít, và cái khả năng chống nước của nó sẽ không tốt. Bản thân mình thì mình đã fix rất nhiều bộ như này và gửi tặng cho một số bạn. Có một số bạn thì nhờ mình về fix chống nước cho, và mình hiện tại cũng đang sử dụng một bộ như này. Sau đó anh em lắp miếng nhựa này lại, lắp như ban đầu. Cái này thì nó đơn giản, tất cả anh em và các bạn đều có thể làm được, kể cả con gái cũng có thể làm được. Sau đó anh em và các bạn nhớ là chúng ta lấy tay quệt hết cái phần keo nó thừa đi, bóp chặt lại một lần nữa. Đó, quệt hết cái keo thừa phần rìa này cho nó nhẵn nhụi sạch sẽ cái xi nhan cho nó đẹp, nhìn nó không bị diêm rúa ra bên ngoài. Làm xong còn thừa keo đấy, anh em vít luôn ở cái đầu lỗ gen này cho nó kín một lần nữa cho chắc ăn. Lát mình sẽ test nhúng chậu nước cho anh em xem luôn. Không lại bảo mình chém gió. Nó vậy là xong. Anh em gỡ dây ra để đấu. Ê, như thế này chắc thế nhỉ? Bây giờ mình chỉ đấu tạm thời để test chống nước cho anh em xem nhé. Anh em nhớ đấu đúng dây. Dây màu vàng thì vào cọng đỏ trên nguồn điện xuống. Dây màu đen thì vào rắc xanh. Quay xi nhan ánh sáng. Đây, xi nhan đã sáng rồi đấy anh em này. Đây. Mình sẽ dúng chậu nước này. Nếu mà không kín thì cái chỗ này sẽ bốc khói ngay lập tức, vì điện 12V. Đó, ngầm nước thoải mái. Anh em đi mưa thì yên tâm. Rửa xe thoải mái luôn.
Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách lên xe. Anh em nhớ gắn lại miếng cao su nhé. Thường theo cái bộ xi nhan tam giác này nó hay có miếng cao su để ôm bên ngoài. Đó, sau đó anh em chỉ cần luồn hai sợi dây này qua cái lỗ này thôi. Cái này thì mình đã tháo cái xi nhan zin ra trước để cho nó đỡ mất thời gian nhiều. Và chúng ta việc cắm một cái lỗ này. Cái này anh em không phải chế cháo gì thêm cả, bởi vì hai cái lỗ của cái xi nhan zin nó rất là vừa cái chân của cái xi nhan tam giác này. Chúng ta ấn tịt lại. Rồi, bây giờ chúng ta bỏ cái phần miếng đệm vào. Luôn cả con ốc. Sau đó chúng ta vặn tay lại. Vặn chặt lại phần này. Đây mình chỉ làm mẫu thôi cho nên là mình làm chưa chặt. Anh em nếu mà chưa hiểu lắm thì anh em có thể xem lại một hai lần. Đây là toàn bộ quy trình lên một chiếc xi nhan. Anh em có thể lên Shopee mua hoặc là Lazada hay gì đó, nhưng mà anh em lưu ý là hàng trôi nổi, anh em mua về và kiểm tra cẩn thận. Chúng ta có thể vào những trang nào mà người ta bán được nhiều hàng hơn đấy. Đây là hai cọng dây này. Có một dây đen, một dây vàng. Dây vàng thì anh em cắm vào cái đường đỏ. Cái này nó là điện dương này. Đó. Dây đen thì cắm vào xanh. Cái này điện mát, điện âm đấy. Đó. Cho anh em xem xi nhan. Bên kia nào. Bên kia nào. Đấy, cái này mình lên xe rồi đấy. Nhìn cũng đẹp. Đổi bên nào. Đổi bên nào. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Chúc anh em có những giây phút xem video thoải mái. Nếu gặp khó khăn thì anh em có thể để lại bình luận. Mình luôn vui lòng giúp đỡ anh em.